Xin chào quý vị phụ huynh cùng tất cả các em học sinh thân mến. Cô tên là Hoàng Thị Thu Cúc, giáo viên của trường Tiểu học Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Cô rất vui khi lại được đồng hành cùng các em trong tiết toán ngày hôm nay. Để tiết học được hiệu quả, các em hãy kiểm tra xem mình đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập chưa nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Cô trò chúng ta cùng bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Các em thân mến, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học bài 50, luyện tập để ôn lại về các số từ 1 đến 100 và so sánh các số trong phạm vi 100. Đầu tiên, cô trò chúng ta cùng đến với bài 1. Bài 1, điền dấu lớn, dấu bé hoặc dấu bằng thích hợp vào các ô trống. Các em hãy nhắc lại yêu cầu của bài tập 1 với cô nào. Điền dấu lớn, dấu bé hoặc dấu bằng thích hợp vào các ô trống. Ở tiết học trước, các em đã được làm quen với so sánh các số trong phạm vi 100 rồi phải không nào? Vậy, để so sánh được hai số trong phạm vi 100, chúng ta sẽ làm như thế nào? Cùng nhắc lại với cô nhé. Để so sánh được các số trong phạm vi 100, chúng ta có thể dựa vào bảng các số từ 1 đến 100 và xác định số nào đứng trước số nào đứng sau, số nào đứng trước thì số đó bé hơn, số nào đứng sau thì số đó lớn hơn. Chúng ta cùng quay lại với bài 1. 12 như thế nào với 18? Để so sánh được 12 và 18, chúng ta có thể dựa vào bảng các số từ 1 đến 100. Chúng ta thấy trong bảng này, số 12 đứng trước số 18. Như vậy, 12 sẽ bé hơn 18. Chúng ta điền dấu bé. Chúng ta có 12 bé hơn 18. Tương tự như vậy, các em hãy chú ý so sánh các số và điền dấu thích hợp vào trong các ô trống có dấu chấm hỏi còn lại nhé. Thời gian dành cho các em. Các em đã hoàn thành xong chưa nào? Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. 86 như thế nào với 85? À, chúng ta thấy trong bảng các số từ 1 đến 100 thì số 86 đứng sau số 85. Như vậy 86 lớn hơn 85, chúng ta điền dấu lớn. 86 lớn hơn 85. Tiếp tục, 65 như thế nào với 65? hai số này giống nhau vì vậy chúng ta sẽ điền vào dấu bằng 65 bằng 65 tiếp theo hãy so sánh cho cô 8 và 18 nào trong bảng các số từ 1 đến 100 thì số 8 đứng trước số 18 vì vậy 8 sẽ bé hơn 18 chúng ta điền dấu bé 8 đẻ hơn 18. Tiếp theo, hãy so sánh cho cô số 27 và 24 nào. À, chúng ta thấy trong bảng các số từ 1 đến 100 thì số 27 đứng sau số 24. Như vậy, số 27 sẽ lớn hơn số 24. Chúng ta điền dấu lớn. 27 lớn hơn 24 tiếp theo 68 như thế nào với 70 à trong bảng các số từ 1 đến 100 thì số 68 đứng trước số 70 như vậy 68 bé hơn 70 chúng ta điền vào đây dấu bé 68 đẻ hơn 70 tiếp tục 43 như thế nào với 52 À, trong bảng các số đến 100 thì số 43 đứng trước số 52. Như vậy 43 bé hơn 52, chúng ta điền dấu bé. 43 bé hơn 52. Và cuối cùng, hãy so sánh cho cô số 96 và số 76 nào. À, trong bảng các số từ 1 đến 100 thì số 96 đứng sau số 76. Như vậy, số 96 sẽ lớn hơn số 76. Chúng ta điền vào ô trống dấu lớn 96 lớn hơn 76. Cô trò chúng ta cùng đọc lại các kết quả ở bài tập 1 nhé. 12 bé hơn 18. 86 lớn hơn 85. 65 bằng 65. 8 đẻ hơn 18. 27 lớn hơn 24. 68 đẻ hơn 70. 43 đẻ hơn 52. 96 lớn hơn 76. Như vậy với bài tập 1, cô trò chúng ta đã cùng nhau ôn lại về cách so sánh các số trong phạm vi 100. Bây giờ cùng tiếp tục với bài tập 2 nhé. Bài 2 cho các số. Ở đây chúng ta có 3 số. Các em hãy đọc với cô 3 số này nào. 38, 99, 83. Và bài tập 2 yêu cầu chúng ta A. Tìm số bé nhất B. Tìm số lớn nhất Và C. Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ, từ bé đến lớn. Với bài tập này, các em hãy quan sát ba bông hoa và chọn ra bông hoa có số bé nhất, bông hoa có số lớn nhất và sau đó sắp xếp các bông hoa theo thứ tự các số từ bé đến lớn. Các em đã hiểu rõ cách làm của bài tập này chưa nào? Bây giờ hãy suy nghĩ và chia sẻ kết quả cho người thân của mình nghe nhé. Thời gian dành cho các em. Các em đã hoàn thành xong chưa nào? Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Trong 3 số này, số bé nhất là số nào? À, chúng ta thấy trong 3 số này thì số 38 là số bé nhất. Bởi vì trong bảng các số từ 1 đến 100, số 38 đứng trước hai số còn lại. Như vậy, số bé nhất là 38. Tiếp theo, số lớn nhất là số nào? À, trong ba số này thì số lớn nhất là số 99. Bởi vì trong bảng các số từ 1 đến 100, số 99 đứng sau hai số còn lại. Như vậy, số lớn nhất là số 99. Các em đã tìm được số bé nhất và số lớn nhất trong ba số này rồi đấy. Vậy, để sắp xếp được ba số này theo thứ tự từ bé đến lớn, các em đã làm như thế nào? À, để có thể sắp xếp được các số này theo thứ tự từ bé đến lớn thì số bé nhất chúng ta xếp trước, số lớn nhất chúng ta xếp sau cùng. Như vậy, ở trong bài này, số 38 là số bé nhất, chúng ta sẽ xếp đầu tiên. Tiếp theo là số 83. Và cuối cùng, chúng ta sẽ xếp số lớn nhất, đó chính là số 99. Đây là ba số đã được xếp theo thứ tự từ, từ bé đến lớn. Cùng đọc lại với cô nào. 38 83 99 Như vậy, với bài tập 2, cô trò chúng ta đã cùng nhau ôn lại về cách sắp xếp các số theo thứ tự từ, từ bé đến lớn. Vậy, để sắp xếp các số theo thứ tự từ, từ lớn đến bé, chúng ta sẽ làm như thế nào? Cùng đi vào với cô bài tập 3 nhé! 3. A. Đọc số điểm của mỗi bạn trong trò chơi thi tân cầu. Các em hãy nhắc lại yêu cầu của bài tập 3A với cô nào. Đọc số điểm của mỗi bạn trong trò chơi thi tân cầu. Các em hãy quan sát tranh. Có 3 bạn đang thi tân cầu. Đó là bạn Khánh, bạn Long và bạn Yến. Vậy bây giờ các em hãy đọc cho người thân của mình nghe số điểm của mỗi bạn trong trò chơi thi tân câu này nào. Nào, hãy cho cô biết bạn Khánh được bao nhiêu điểm? À, bạn Khánh được 18 điểm. Vậy, bạn Long được bao nhiêu điểm nào? À, bạn Long được 19 điểm. Vậy cuối cùng, bạn Yến được bao nhiêu điểm? À, bạn Yến được 23 điểm. Như vậy, chúng ta thấy trong trò chơi thi tân cầu này, bạn Khánh được 18 điểm. Bạn Long được 19 điểm. Và cuối cùng, bạn Yến được 23 điểm. Đây chính là số điểm của mỗi bạn trong trò chơi thi tân cầu. Vậy, để sắp xếp tên của các bạn theo thứ tự số điểm từ lớn đến bé, chúng ta sẽ làm như thế nào? Cùng đến với bài tập 3B nhé. 3B. Sắp xếp tên các bạn theo thứ tự số điểm từ lớn đến bé. Để có thể sắp xếp được tên của các bạn theo thứ tự số điểm từ lớn đến bé thì bàn nào có số điểm lớn nhất, chúng ta sẽ xếp trước và bàn nào có số điểm thấp nhất, chúng ta sẽ xếp sau cùng. Bây giờ, các em hãy thử suy nghĩ và sắp xếp tên của các bạn theo thứ tự số điểm từ lớn đến bé nhé. Thời gian dành cho các em. Các em đã sắp xếp được chưa nào? Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Trong ba bảng này, bạn nào có số điểm cao nhất? À, chúng ta thấy trong ba bảng này, bạn Yến được 23 điểm là người có số điểm cao nhất, như vậy chúng ta sẽ xếp tên của bảng Yến đầu tiên. Tiếp theo, Bàng Long được 19 điểm là người có số điểm cao thứ hai, như vậy chúng ta sẽ xếp tên của bằng Long thứ hai. Và cuối cùng, bằng Khánh được 18 điểm là người có số điểm thấp nhất, như vậy chúng ta sẽ xếp tên của Bàng Khánh cuối cùng. Đây là tên của ba bảng đã được xếp theo thứ tự từ, từ lớn đến bé. Yến, Long, Khánh. Cô trò chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 3 để ôn lại về cách sắp xếp các số theo thứ tự từ, từ lớn đến bé. Bây giờ cùng đến với bài tập 4 nhé. 4A. Hãy giúp nhà thám hiểm vượt qua cây cầu bằng cách đọc các số đã bị xóa. Các em hãy nhắc lại yêu cầu của bài tập 4A với cô nào. Hãy giúp nhà thám hiểm vượt qua cây cầu bằng cách đọc các số đã bị xóa. Các em hãy quan sát tranh. Đây là nhà thám hiểm của chúng ta. Nhà thám hiểm phải vượt qua một cây cầu rất dài và nguy hiểm để có thể đến được với lâu đài và để vượt qua được cây cầu này thì nhà thám hiểm phải trải qua một thử thách đó là phải đọc các số đã bị xóa ở trên cây cầu vậy các em có muốn giúp đỡ nhà thám hiểm của chúng ta không nào bây giờ các em hãy đọc to các số đã bị xóa ở trên cây cầu cho người thân của mình nghe nhé các em đã đọc được chưa nào Vậy bây giờ hãy cùng với cô một lần nữa đọc thật to các số đã bị xóa ở trên cái câu này nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50. Như vậy, cô trò chúng ta đã đọc được các số bị xóa trên cây cầu và giúp nhà thám hiểm vượt được qua được cây cầu đến được lâu đài rồi đấy. Cô chúc mừng tất cả các em. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng tiếp tục với bài tập 4B nhé. 4B trong các số em vừa đọc, số lớn nhất là số nào, số bé nhất là số nào, số tròn trục bé nhất là số nào, số tròn trục lớn nhất là số nào. Để có thể trả lời được các câu hỏi này thì các em hãy quan sát lại một lần nữa dạy số từ 1 đến 50 mà cô trò chúng ta vừa đọc. Vậy các em hãy cho cô biết số lớn nhất là số nào? À, chúng ta thấy trong dãy số này, số lớn nhất chính là số 50, bởi vì số 50 đứng sau các số còn lại. Như vậy, số lớn nhất là 50. Tiếp theo, hãy tìm cho cô số bé nhất nào. À, trong các số từ 1 đến 50 thì số bé nhất là số 1, bởi vì số 1 đứng trước các số còn lại. Như vậy, số bé nhất là 1. Bây giờ các em hãy quan sát dãy số này một lần nữa. Trong dãy số này 10, 20, 30, 40 và 50 chính là các số tròn trục. Vậy các em hãy cho cô biết trong những số đó, số tròn trục bé nhất là số nào? À, số tròn trục bé nhất chính là số 10. Vậy số tròn trục lớn nhất là số nào? À, số tròn trục lớn nhất là 50. Cùng đọc lại các kết quả trong bài tập 4B với cô nhé. Trong các số từ 1 đến 50, số lớn nhất là 50, số bé nhất là 1, số tròn trục bé nhất là 10 và số tròn trục lớn nhất là 50. Với bài tập 4, cô trò chúng ta đã cùng nhau ôn lại dạy số từ 1 đến 50 và tìm ra được số lớn nhất, số bé nhất, số tròn trục bé nhất, số tròn trục lớn nhất trong dãy số này rồi đấy. Và vừa rồi, cô trò chúng ta cũng đã hoàn thành xong 4 bài tập của bài học ngày hôm nay. Để thưởng cho các em, cô sẽ tổ chức cho chúng ta một trò chơi thật thú vị. Các em có muốn tham gia không nào? Trò chơi của chúng ta có tên Bay lên nào. Trong trò chơi này có bộn khinh khí cầu của bàn vo con, bàn gấu con, bàn ngừa con và bàn hưu ca cổ. Các em hãy trả lời các câu hỏi. Mỗi câu học trả lời đúng, các em sẽ giúp cho một khinh khí cầu được bay lên. Các em đã hiểu rõ luật chơi chưa nào? Vậy bây giờ, cô trò chúng ta cùng đến với câu hỏi số 1 nhé. Câu 1. Trong các số sau, số nào là số lớn nhất? 46, 57, 23. Các em hãy suy nghĩ và chọn ra số lớn nhất trong ba số này nhé. Thời gian dành cho các em. Các em đã có câu trả lời chưa nào? Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Như vậy trong ba số 46, 57 và 23 thì số lớn nhất chính là số 57, bởi vì trong bảng các số từ 1 đến 100 thì số 57 đứng sau hai số còn lại. Cô chúc mừng tất cả các em đã có câu trả lời đúng. Như vậy, cô trò chúng ta đã giúp cho khinh chỉ câu của bàn voi con được bay lên rồi. Cùng tiếp tục với câu hỏi số 2 nhé. Điền dấu lớn, dấu bé hoặc dấu bằng tích hợp vào ô trống. Các em hãy suy nghĩ, so sánh 53 như thế nào với 83 và điền dấu thích hợp vào trong ô trống này nhé. Thời gian dành cho các em. Cùng kiểm tra kết quả với cô nào. Để so sánh được 53 và 83, chúng ta thấy trong bảng các số từ 1 đến 100, số 53 đứng trước số 83, như vậy 53 sẽ bé hơn 83, chúng ta điền dấu bé. Cô chúc mừng tất cả các em đã có câu trả lời đúng. Như vậy chúng ta đã giúp cho khinh khí cầu của bằng gấu con được bay lên rồi. Cùng đến với câu hỏi số 3 nhé. Câu 3. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ, từ bé đến lớn. 97, 46, 64. Các em hãy suy nghĩ và sắp xếp các ba số này theo thứ tự từ, từ bé đến lớn nhé. Thời gian dành cho các em. Các em đã sắp xếp được chưa nào? Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Trong ba số này, để sắp xếp được các số theo thứ tự từ, từ bé đến lớn thì số bé nhất chúng ta xếp trước, số lớn nhất chúng ta xếp sau cùng. Như vậy, số 46 chính là số bé nhất, bởi vì trong bảng các số từ 1 đến 100 thì số 46 đứng trước hai số còn lại. Như vậy chúng ta sẽ xếp số 46 ở đầu tiên. Tiếp theo là số 64. Và cuối cùng, chúng ta sẽ xếp số lớn nhất, đó chính là số 97. 46, 64, 97 chính là ba số đã được xếp theo thứ tự từ, từ bé đến lớn. Cô tin rằng tất cả các em đều có câu trả lời giống với cô phải không nào? Như vậy, cô trò chúng ta đã giúp được hình khí câu của bà ngựa con bay lên rồi đấy. Nào, cùng đến với câu hỏi cuối cùng trong trò chơi ngày hôm nay nhé. Câu 4. Sắp xếp các chiếc xe theo thứ tự các số từ lớn đến bé. Các em hãy quan sát, ở đây chúng ta có 3 chiếc xe. Chiếc xe màu hồng có số 80, chiếc xe màu vàng có số 40 và chiếc xe màu xanh có số 50. Vậy các em hãy suy nghĩ sắp xếp 3 chiếc xe này theo thứ tự các số từ lớn đến bé nhé. Thời gian dành cho các em. Các em đã sắp xếp được chưa nào? Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Để sắp xếp được ba chiếc xe này theo thứ từ, từ các số từ lớn đến bé thì chiếc xe nào có số lớn nhất, chúng ta sẽ xếp trước. Xe nào có số bé nhất, chúng ta sẽ xếp sau cùng. Như vậy trong ba số này thì số 80 chính là số lớn nhất, bởi vì trong bảng các số từ 1 đến 100, số 80 đứng sau hai số còn lại. Như vậy chúng ta sẽ xếp chiếc xe màu hồng có số 80 đầu tiên. Tiếp theo là chiếc xe màu xanh có số 50. Và cuối cùng chúng ta sẽ xếp chiếc xe có số bé nhất, đó chính là chiếc xe màu vàng có số 40. Đây chính là ba chiếc xe đã được sắp xếp theo thứ tự các số từ lớn đến bé. Cô chúc mừng tất cả các em đã có câu trả lời đúng. Như vậy, chúng ta đã giúp cho khinh khí cầu của bạn hữu các cổ được bay lên rồi và cô chúc mừng tất cả các em một lần nữa vì chúng ta đã giành được chiến thắng trong trò chơi ngày hôm nay. Các em thân mến, hôm nay cô trò chúng ta đã cùng nhau học bài 50, luyện tập để ôn lại về cách so sánh các số trong phạm vi 100. Sau bài học ngày hôm nay, các em hãy tiếp tục thực hành so sánh các số trong các tình huống thực tế nhé. Tiết học của cô trò chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào các tiết học tiếp theo. Cô chào tạm biệt tất cả các em.